Người này không tham, này Bhadaya, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác cùng làm như vậy. Như vậy, có làm người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào? Này Bhadaya, không sân, không si, không cung bạo, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy? Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. Người này không có lòng hung bạo, này Bhadaya, không bị lòng hung bạo chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không nói láo, không khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm người ấy được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? Chưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Bhadaya, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là thiện, bạch Thế Tôn. Các pháp này là có tội hay không có tội? Không có tội, bạch Thế Tôn. Bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh phúc an lạc hay không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc. Ở đây đối với chúng con là như vậy. Như vậy, này Bhadaya, điều ta vừa nói với ông, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có quy quyền, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các Bhadaya, khi nào ông tự mình biết rõ như sao? Các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này được các người có trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc. Thời này các Bhadaya, ông hãy chứng đạt và an trú. Điều đã được nói lên như vậy, chính do duyên này được nói lên như vậy. Này Bhadaya, tất cả những bậc chân nhân tịch tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau: hãy đến, này bạn, hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham. Do sống nhiếp phục tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục sân, hãy nhiếp phục sân. Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục si, hãy nhiếp phục si. Do sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh, về thân, về lời, về ý. Hãy nhiếp phục cung bạo, hãy sống nhiếp phục cung bạo. Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm các nghiệp do hung bạo sanh, về thân, về lời, về ý. Khi được nói vậy, Bhadaya, người Lichavi, bạch Thế Tôn, thật di diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Này Bhadaya, ta có nói với ông như sau: hãy đến, này Bhadaya, hãy làm đệ tử của ta. Này Bhadaya, ta sẽ là đạo sư của ông không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Bhadaya, những sa môn bà la môn nào nói như sao, tuyên bố như sao? Những vị ấy là không thiện, trống không, nói láo, xuyên tạc với điều không thật, là một quyển thuật sư. Sa môn Gotama biết được quyển thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, hiền thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. Con mong rằng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết thống thân ái của con được huyễn thuật dụ dỗ này dụ dỗ. Như vậy, những bà con huyết thống của con tất cả được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người sát đế lị được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các sát đế lị được hạnh phúc an lạc trong thời gian dài. Bạch Thế Tôn, nên tất cả người bà la môn, tất cả người phệ xá,
tất cả thủ đà được huyễn thuật dụ dỗ, này cám dỗ, tất cả các thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Như vậy là phải, này Pādeya, như vậy là phải, này Pādeya. Này Pādeya, nếu tất cả mọi người sát đế lị được cám dỗ với sự dụ dỗ này, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các hàng sát đế lị được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Pādeya, nếu tất cả mọi người Bà La Môn, tất cả mọi người Phệ Xá, tất cả mọi người Thủ Đà được cám dỗ với sự dụ dỗ này, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp bất thiện, như vậy tất cả các Thủ Đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Pādeya, nếu thế giới cùng với chư thiên Mara, Phạm Thiên, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài. Này Pādeya, nếu các cây sa la to lớn này được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả cây sa la to lớn này được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài, nếu chúng có thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người? 4. Các vị Sabuyya. Một thời, tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng Kodiya tại một thị trấn các Kodiya tên là Sabuga. Rồi rất nhiều Kodiya tử ở Sabuga đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với các Kodiya tử ấy ở Sabuga. Này, các Chagabasa, có bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này, được Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh, nói lên để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để đạt đến chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. Thế nào là bốn? Giới thanh tịnh tinh cần chi phần, tâm thanh tịnh tinh cần chi phần, kiến thanh tịnh tinh cần chi phần, giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần. Cha này, các Yagabasa, thế nào là giới thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Yagabasa, tỷ kheo có giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Này các Yagabasa, đây gọi là giới thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu giới thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu giới thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh cần, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Yagabasa, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần chi Phật. Và này các Visabasa, thế nào là tâm thanh tịnh tinh cần chi phần? Ở đây, này các Visabasa, vì tỷ kheo ly các dục, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các Visabasa, đây gọi là tâm thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu tâm thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác, này các Visabasa, đều được gọi là tâm thanh tịnh, tinh cần chi Phật. Và này các Visabasa, thế nào là kiến thanh tịnh, tinh cần chi Phật? Ở đây, này các Visabasa, tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là khổ tập, như thật quán tri. Đây là khổ diệt, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các Visabasa, đây gọi là kiến thanh tịnh, với lời nguyện, nếu kiến thanh tịnh này như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu kiến thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh tấn, tỉnh giác, này các Visabasa, đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi Phật. Và này các Yagabasa, thế nào là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi Phật? Vị thánh đệ tử nào
Này các Visagabasa, thành tựu với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này, thành tựu với tâm thanh tịnh tinh cần chi phần này, và thành tựu với kiến thanh tịnh tinh cần chi phần này, tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần giải thoát. Vì ấy, sau khi tâm được ly tham đối với pháp hấp dẫn, tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải thoát, cảm xúc chánh giải thoát. Này Kesagabasa, đây gọi là giải thoát thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu giải thoát thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thức, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Visabasa, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi Phật. Bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này. Này các Visagabasa, đã được Thế Tôn, bậc đã biết, đã thấy, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, chân chánh, nói lên, để chúng sanh được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ niết bàn. 5. Vapa. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakha, tại Kapilavatu, khu vườn Niroda, rồi Thích Tử Vapa, đệ tử của Ligantha, đi đến Tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahamoggallana, rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahamoggallana nói với Thích Tử Vapa, đệ tử của Ligantha đang ngồi một bên. Ở đây, này Vapa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được diễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa được đến quả vị phục. Do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahamoggallana và Thích Tử Vapa, đệ tử của Nikantha, bị bỏ dở. Rồi Thế Tôn vào một buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana, này Mahamoggallana, câu chuyện gì được nói đến khi các ông ngồi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa các ông chưa được nói xong. Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha. Ở đây, này Vapa, có thể có người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được diễn ly, minh sanh khởi. Ông có thấy người ấy do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau, có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, nói với con như sau, thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây, thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa được đến quả vị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha và chúng con. Câu chuyện bị bỏ dở khi Thế Tôn đến. Rồi Thế Tôn nói với Thích Tử Vapa, đệ tử của Nigantha, này Vapa, nếu ông có thể chấp nhận điều ông có thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói của ta, nếu ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy, bạch Thế Tôn, lời nói này ý nghĩa là gì? Thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong trường hợp, con sẽ không biết được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn. Con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy. Bạch Thế Tôn, lời nói này ý nghĩa là gì? Mong rằng ở đây có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Ý ông nghĩ thế nào, này Vapa? Nếu do duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được thân khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại,
nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng tướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Pha Ba, ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ thế nào? Này Pha Ba, nếu do duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được lời khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy với người chế ngự được thân khởi động. Như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng tướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Va Ba, ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ thế nào? Này Va Ba, nếu do duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được ý khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Sa Ba, ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ý ông nghĩ thế nào? Này Pha Ba, đối với các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy, do duyên vô minh khởi lên, vô minh được ly tham, minh được khởi lên. Như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt, con đường đưa đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Pha Ba, ông có thấy do lý do nào, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Pha Ba, với vị tỷ kheo có tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vị ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy quán tri, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri. Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri. Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành gián lặng. Ví như, này Va Ba, duyên một thân cây, bóng cây hiện ra, rồi có người đến cầm cái cuốc và cái giỏ, chặt thân cây ấy nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, người ấy đào cái mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ phụ, rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy dung thành đống tro. Sau khi người ấy dung thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Như vậy, này Pha Ba, do duyên thân cây nên có bóng cây. Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây ta la.
làm cho không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống lại được. Cũng vậy, này ba ba, vì tỷ kheo có tâm được chân chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vì ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy biết, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết, ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy biết, sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạc. Khi được nói vậy, Tích Tử Va Ba, đệ tử của Niganta bạch Thế Tôn. Ví như bạch Thế Tôn, một người mong ước được tài sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng trưởng gì, trái lại, chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích khi con hầu hạ kẻ ngu Niganta này. Con đã không được lợi ích gì, trái lại, con chỉ được thêm mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. Bắt đầu từ hôm nay, bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con đã có với kẻ ngu Niganta, con sẽ sàng lòng tin ấy giữa gió lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 6. Saha. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Tỳ Xá Ly, tại Đại Lập, trong ngôi già có nóc nhọn, rồi Lichavi Sala và Lichavi Abea đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Lichavi Saha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có những sa môn bà la môn trình bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn, nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì